Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em xin giới thiệu với các bác một mẫu tua zin mới được nâng cấp từ phiên bản FCR 3001. Lần này chiếc tua zin đời mới này với nâng cấp cụm phanh phanh đĩa. Đời cũ là được cấu hình phanh V. Vâng, và bây giờ em sẽ đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Xe với bộ tông màu đen chủ đạo và những điểm nhấn màu xanh xanh chuối các bác nhé, rất là nổi bật. Mời em đi tổng thể trên khung hình xe các bác xem. Màu đen rất là nam tính. Xe vẫn còn nước sơn rất là bóng và mới. Tổng thể chiếc xe khoảng tầm trên 90%. Khung nhôm alu XX. Cái dòng nhôm alu XX này là dòng đặc trưng của dòng gian rồi các nhá. Gian siêu nhẹ, nhôm siêu nhẹ. Đây những đường chỉ rất là nổi bật. Xanh chuối, xanh hơi vàng vàng. Nhìn rất là bắt mắt. Hầu như là không có một vết xước. Khung size S thích hợp cho bác cao từ 1m6 đến 1m7. Giá bình nước theo xe. FCR 3001 phiên bản nâng cấp. Phổ phốt cũng của gian chính hãng luôn. Xe được trang bị với cấu hình Oza Omazo. Cấu hình xe này rất là dễ có sử dụng nhé. Dòng tua đinh dòng này rất là dễ sử dụng. Đây, nút tay bấm của nó đây, rất là nhạy. Lên xuống. Càng nhôm vẫn còn rất là bóng và mới rồi các bác nhìn này. Cái vết này không phải vết xước đâu nhé, cái vết này là nó hơi chảy một chút ở cái vỏ ni lông, không ảnh hưởng đến xe cả. Cặp Mayer chính hãng của gian luôn. Đây, cặp Mayer nguyên bản chính hãng của gian. Vành cũng của chính hãng gian bác nhé. Lốp 700 x 320. Lốp vẫn còn rất là mới và đẹp. Xe này được trang bị nâng cấp thêm cụm phanh phanh đĩa. Cái đời trước của dòng gian 3001 này là nó là cấu hình phanh V bác nhé. Bây giờ có nâng cấp phanh đĩa rồi, sử dụng rất đi rất là an toàn tuyệt đối. Bê đang đi vào. Xe được trang bị với củ đề Tuney TX và trang bị 8 tầng lip Shimano và
2 tầng đĩa cho xe bộ chuyển động 16 tốc độ. Cụm phanh dầu à, cụm phanh phanh đĩa của Techo. Đây, xe nâng cấp được cụm phanh của nó trước là phanh Techo đây. Trước đây thì phanh V nằm ở phía khu vực này của xe đời cũ, đây là dòng xe đời mới. Vâng, bây giờ em sẽ đánh giá học viên cũ của chính hãng Gian luôn. Yên xe còn dại cũng của hãng Gian, rất còn rất là mới. Tổng thể hình thức xe trên 90%. Màu đen nhé. Những điểm nhấn màu xanh chuối rất là nổi bật các bạn. Đi ra ánh nắng nhìn vào nhìn rất là nổi. Vâng, bây giờ em đi vào hoạt động của xe. Lên lip ạ. Xuống lip. Rất êm và mượt. Rất thích hợp các bác đi đường phố hoặc là đạp dạo thể thao, dòng touring rất dễ dàng sử dụng. Xuống đĩa này, lên đĩa. Vâng, rất là chi là êm ái, rất là bon xe. Trong thời gian trở lại đây thì bên em là xe bán rất là nhanh và các bác theo dõi một video thì không thể cập nhật hết được tất cả các cái xe hiện có. Ở bên em thì các bác vui lòng làm theo cách sau để cập nhật tất cả các cái xe hiện có bên em. Các bác vào ứng dụng Zalo rất là thông thuộc. Ấn vào phần cuối cùng. Đây là phần tin nhắn. Ấn vào phần cuối cùng là cái phần này. Và chọn tiếp theo là chọn cái phần mã quét mã vạch ở bên trên cùng như em ấn đây. Đấy là bước thứ hai. Và các bác tạm dừng màn hình. Các bác tạm dừng màn hình vào khoảng là 2 giây để tiến hành quét cái mã này, quét luôn trên màn hình tivi nhà các bác hoặc là trên điện thoại của các bác. Cũng như em quét đang quét đây. Các bác giơ điện thoại vào cái phần quét mã vào thì Zalo nó sẽ bật ra một cái đường website là site.google, kia sẽ đào các bác ấn đồng ý để truy cập vào. Thì trong cái mã QR code này nó sẽ có tất cả các cái xe đạp em hiện có tại cửa hàng, ảnh còn là xe còn, mà xe đã bán thì sẽ không còn ảnh. Đấy, các bác có thể cập nhật tất cả các cái xe em hiện có, luôn luôn cập nhật mới trong cái QR code này. Các bác có thể tạm dừng màn hình khoảng 2 giây để quét cái mã theo cái ứng dụng của Zalo. Đấy. Trong cái phần cuối và trong phần quét này. Và mọi chi tiết các bác có thể xem, muốn xem ảnh chi tiết thêm những cái xe nào thì các bác nhắn Zalo cho em 0975 709 943. Bên em hiện tại là chỉ nhận tin nhắn, không nhận cuộc gọi, bởi vì một ngày bên em rất là nhiều cuộc gọi và không có nhân lực để nghe điện thoại, các bác thông cảm. Ngoài ra các bác có thể tìm em ở trên Facebook Kiên Xe Đạp để theo dõi thêm những cái xe đạp hiện có. Vâng, em vừa nhớ tổng thể chiếc xe Gian FCR 3001 được nâng cấp thêm cụm phanh đĩa của dòng Gian FCR cũ là nó là phanh V các bác nhé. Chỉ với 5.9 triệu các bác sở hữu một em cấu hình và xe touring rất là tốt trong tầm giá. Vâng, qua bác nào quan tâm thì liên hệ qua Zalo bên em 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, cảm ơn các bác, hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy, rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh.
để xem chi tiết hơn. Vâng, các bác vào trước ngày mai.